Rồi, mặt đang hớn hở các bạn ơi, đang trông chờ từng giây phút. Thì hôm nay mình đang kèm cho một anh đi bộ túc thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, đang là bãi biển các bạn. Hiện tại giờ mình đang vừa ăn mà vừa đang canh luôn các bạn. Đó là sự mong chờ là bao nhiêu năm, đây các bạn, thầy mình nha. Đây 9982. Ok mọi người ơi, chuẩn bị sắp ra đạt nút bạc rồi các bạn. Để mình thoát ra coi mình coi nó lên được nhiêu rồi nha. Chín chín tám bảy rồi các bạn ơi, đang hồi hộp nha. 87 về là còn khoảng 13 lượt follow nữa là sẽ đạt được nút bạc nha mọi người. Đang trông chờ nha. Đó, đây hiện tại mình đang ở ngay chỗ bờ kèm Peter Cạc nha. À, ở thành phố Phan Thiết đang đợi các bạn. Đang mặt mà đang hứng hở, đang ăn mà đã ngưng luôn nè, chưa dám ăn luôn. Chỉ còn khoảng mười mấy bạn nữa là mình sẽ đạt được cái nút nút bạc. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh mình nha. Do hơi gió hơi ồn các bạn thông cảm giùm mình nha. Tiếp tục mọi người ơi, hiện tại bây giờ là 99987 nha mọi người. Này lúc này đang căng thẳng lắm nè, cũng đang up những video clip mới nữa các bạn. Đây này mình chưa mở nha, đang up video clip mới những trang mở. Đây những video clip của mình. Ok, mình sẽ thoát ra để mình đăng nhập lại coi nó vô chưa. Wow, 9992. Hồi hộp. Quá hồi hộp các bạn. Cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà đăng ký quá trời luôn. Thì cái gần cuối thì thấy tự nhiên cái lượng mà đăng ký của các bạn á, ủng hộ kênh mình nó rất nhiều luôn. Các bạn bấm đăng ký nhớ. Cả nhà nhớ đăng ký bấm một lần thôi nha, subscribe thôi nha, bấm hai lần là phải subscribe nha, các bạn lưu ý nha. Có nhiều mấy ông cũng cà khịa tôi lắm á. Đó. Bây giờ hồi hộp đó mình sẽ mở vô và mở ra. Thì cũng cảm ơn những các bạn mà coi TikTok. Đa số là cái TikTok của mình là 140 mấy k lượt follow rồi, là 100 gần 150.000 lượt follow. Thì mấy bạn đó qua bên cái kênh YouTube của mình thì đăng ký thêm, quá ok luôn. À, tại cái kênh của mình á, kênh này dành cho 18 tuổi trở lên. Lý do là sao? Các bạn 18 tuổi thì các bạn mới học lái xe ô tô. Còn đa số thì nhỏ thì 18 tuổi là cũng học lái xe hai bánh luôn, nên đa số là 18 cộng. Kênh mình là kênh 18 cộng nha mọi người. À, thấy ghê không, 18 cộng thôi nhau, không nghĩ bậy bạ đâu nha, chúng tùm lum la đó. 18 cộng là kênh người lớn, thì các bạn học lái xe, mua xe hoặc là lái yếu, hoặc có xe rồi lái yếu, thì đa số là người ta gọi là cái kênh nhà giàu á. Nên cái lượt follow thì cũng phải đợi lâu thì lên dần dần, chứ không có lên giống như mấy cái kênh khác mà lên cái ào cái. À, rồi bây giờ mình sẽ thoát ra cái các bạn nha, làm lại nữa nè. Thoát. Hồi hộp nha. 100.000 subscribe. Trời ơi còn 5 cái nữa. Gắn lên mọi người ơi. Giây phút hồi hộp. Thì cái kênh của mình này tổng quan cho các bạn coi nha. Nó là 1.000 mấy trăm cái lượt video clip. 1.000 mấy trăm lượt video clip. Thì những cái clip thì ở đây mình cũng có làm cái clip ở cái bờ kè Mr. Cạc này luôn rồi. Đây là thường các bạn cũng hay bổ túc đi Phan Thiết ha, mình cũng làm ở đây. Thì thường mình ăn cũng bên kia là buổi chiều những thứ bảy chủ nhật mở. À, rồi bây giờ mình thoát ra nữa nè.
Vào thôi. Hồi hộp nha, chuẩn bị nha, nổ nè. 997 nữa. Còn 3 lượt subscribe nữa các bạn ơi, còn 3 lượt subscribe nữa mọi người ơi. Cái này nếu mà livestream là các bạn sẽ vô đăng ký làm liền luôn á. Còn 3 lượt subscribe nữa nha. Mình thoát nữa. Mình canh liên tục luôn nha mọi người. Rồi 998 rồi. 998 rồi. Mình mở cái này. 998 rồi mọi người ơi. Rồi mình thoát nữa nha mọi người. Chín chín tám vẫn là 998. Đang hồi hộp từng giây phút. Rồi thoát tiếp. Vô. Vẫn là 998. Còn 2 lượt subscribe nữa đạt nút bạc. Mình sẽ, nếu mà đạt nút bạc, mình sẽ có những món quà tặng cho những các bạn là bổ túc ta lái với mình ha. Hoặc những bạn lái mới thì mình có thể tặng là cái vít giá xe cho các bạn nha. Và đồng thời luôn là có thể là bạn nào mà lái xe mới mà chưa có dán cái miếng gọi là lái mới xin thông cảm, mình sẽ tặng cái miếng là dán hết luôn nha các bạn. Đó, các bạn cứ vô comment vô dưới là nếu mà mình review đó mình sẽ làm cho các bạn coi nha. Rồi, theo chân mình nha. Hồi hộp thoát nữa. Wow. Yeah. 100.000 lượt subscribe. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cả nhà nha. 100.000 lượt subscribe. Wow, quá trời luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trời ơi, mừng quá mọi người. Bây giờ no luôn, ăn không nổi luôn. Nói chứ anh kia nó ăn hết. Nhưng mà còn nha, đợi. Nói giỡn chứ anh đợi mình ăn các bạn. Nên cũng anh cũng là học viên nhưng mà ngại quay video clip, nên các bạn cũng thông cảm nha. Đó. Trời ơi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, ok cả nhà. Một trăm ngàn lượt subscribe. Con số đẹp. Đúng số đẹp luôn, mình sẽ để này lại. Một trăm ngàn lượt subscribe nha bạn, đúng bà biển luôn. Đây, các bạn thấy chưa, đây là bãi biển Phan Thiết nha. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. 100.000 lượt subscribe, mình sẽ nút bạc, mình sẽ review cho bạn nha. Thì hiện tại bây giờ cái lịch của mình á là từ đây đến cuối tuần này, tuần sau là mình đã full lịch hết rồi các bạn. Thì bạn nào muốn bổ túc ta lái thì nâng cao thì mình sẽ cố gắng mình sẽ thu xếp, hoặc là những các thầy bên mình sẽ bổ túc kèm cho các bạn. Thì gần Tết mà các bạn phải cần nên bổ túc ta lái để cho các bạn về quê để lái xe an toàn hơn. Hiện tại bây giờ lượng xe rất nhiều đối với cái ngày Tết, ngày lễ. Thì cái ngày lễ là mình không có bổ túc nha, tại cái ngày đó là không có bổ túc, không có hiệu quả, nó chỉ có dạng gọi là kẹt xe thôi. Đúng không? Các bạn thông cảm nha. Bây giờ trước mắt là mình chỉ bổ túc là những cái ngày mà trước lễ và sau lễ thôi. Mình vẫn đang để đây nè, mình chưa có mở qua đâu. Nếu mở qua là có thể lên hơn 100.000 subscribe.
đó. Đây các bạn, 100.000 lượt subscribe rồi, 106 subscribe rồi. Ok, cái hồi nãy là 100.000 là quá đẹp luôn các bạn. Chúc mừng. Đây, chúc mừng thầy Toàn Kinh đăng ký số đẹp, chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn nhiều. Trời ơi, quá trời luôn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Thì cái đây cái trang tổng trang cái trang chính nha. Khi các bạn vô hỏi số điện thoại, các bạn vô đây là có nè, vô ngay chỗ cái comment đó. Ngay chỗ cái comment đó thì mình sẽ có phần mô tả đó, mình sẽ có số điện thoại nha các bạn. Đây nè. Các bạn nào liên hệ với mình qua Zalo nha. Đó. Đây. Trang chủ của mình nha. Đó, video là nhiều. Nhiều lắm. Poster. Những video clip ngắn cũng có. Đó, trang chủ. Đó, các bạn vô đây giùm mình nha. Đây có số điện thoại nè. Nhiều clip lắm các bạn. Rồi, quá trời luôn, các bạn đăng ký quá trời luôn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Đây. Đó, 1.000 sub rồi, chúc mừng thầy Toàn. Rồi, cảm ơn bạn bé Hồng ơi nè nha. Đó. Đó. Đây. Rồi, thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã đang xem. Này, chắc có thể mấy năm nữa, chắc cũng 6-7 năm nữa chắc mới được nút vàng. Thôi cũng gắng cố gắng, thì nhờ các bạn nhớ chia sẻ giùm mình. Thì mình sẽ có gắng cố gắng để đạt được cái nút vàng. Thì cái nút vàng đó mình hơi bị lâu á. Nút bạc đã lâu rồi. Nút bạc đã lâu rồi. Còn nút vàng còn lâu hơn nữa nha các bạn. Thì các bạn nhớ chia sẻ. Hãy chia sẻ giùm thầy. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà vào video clip khác nha. Chào tạm biệt cả nhà.